Chị tiếp tục khai thác thùng thứ hai. Chị có cái giỏ rất là xinh nhé. Ngon lắm. Rau chị thấy có khác với lại rau ở ngoài chợ không? Ngon như nào ạ? Khác hơn như nào? Không bị dai đúng không? Gì nữa ạ? Ngọt rau đúng không? Mềm đúng không? Đấy là cái đặc tính của phân chuồn quế, là kể cả rau thì trông có vẻ như là già nhưng mà thực ra nó rất là mềm. Đấy. Chị thấy điều gì nữa? Ngọt này, mềm này. Thế là đủ rồi à? Thơm không? Thơm như là ngày xưa không? Khi mà chị ngày xưa mà nó chưa phổ biến hóa chất ấy, chị có thấy thơm như ngày xưa không? Chị trồng rau này chị ăn phát cả đĩa luôn. Chứ bình thường là rau ở ngoài chợ thì chị còn không dám ăn đúng không? Rón rén. Cái này chị có dám ăn sống không? Không, chị ăn sống nhưng mà chị bây giờ chị chưa dạ của chị không tốt lắm. À, bụng dạ không tốt lắm á. Cái này hoàn toàn ăn sống được nhưng mà vấn đề là nếu mà chị trồng trong nhà lưới cơ, còn đây là điều kiện môi trường nó còn bụi cơ. Tức là ngoài cái yếu tố là phân tốt ấy, nước sạch thì còn bụi nữa, bụi bẩn, đúng không? Bụi ngoài không khí này vào thì nó sẽ